Vâng, chị chính sở chị. Hôm tháng vừa rồi, tháng 9 vừa rồi, tại vì con ấy thì cũng khao khát có được một cái giếng để có nước để tưới cây. Xong rồi hôm ấy thì quen ấy thì mất xác với họ. Thì họ nói là nếu mà khoan có nước ấy thì là họ lấy 25 triệu. Xong cái khoan tới 105 mét rồi. Cái họ cũng cứ nghĩ là nó không có nước. Xong họ nói chứ thôi chị ơi chị thử đi, để cho em còn đi không có cứ ngồi đi mà chờ chị em chết. Kê con với khấn với lòng Chúa thương xót là xin Chúa cho con một cái nguồn nước để cho con tưới cây, con có cuộc sống bình thường. Chứ nếu không có nước thì cây cối của con nó chết hết. Xong cái đi thử cái sáng hôm ấy con đọc kinh lòng thương xót rồi con mới đi lễ. Thế lúc ra thử ấy, lệ Chúa tôi nó lên nước thì mà từ 105 mét mà lên dâng lên tới 35 mét thì trên mặt đất chúng tôi là nước thử không hết, là quá trời nước. Cái người đấy họ nói về chứ cái này là chưa bao giờ nó đi thử một cái giếng nào mà nó được nước như thế này. Thì con đây con tạ ơn Chúa. Rồi con nói là con đã cho con rồi. Xong cái chị hàng xóm chị bị ba cái cục hạc ở vú chị á, chị nói chị quen cái nhà con chị khóc về này, vợ Thành ơi. Và chị nói chị như vậy, cái con phải giới thiệu chị là lên lòng Chúa thương xót trên giáo điểm tin mừng đi. Chị cứ cầu nguyện thì chỉ có Chúa cứu chị, từ bây giờ em cũng chẳng biết làm sao. Cái chị lên, chị khấn đúng một ngày đầu tiên thôi chị. Về có 3 ngày thôi là chị qua chị thông báo với con rồi chứ. Vợ Thành ơi, ba cục hạt của chị chỗ vú này biến hết rồi. Rồi thằng con của chị nó... Rồi cái thằng con của chị nó bỏ nhà nó ra đi vậy đó. Thì nó định đi đánh bài xong rồi nó thua. Xong khi nó không có dám về. Mà chồng của chị thì nói cái này, nếu mà thằng con về thì chồng chị giết chết. Xong cái con nói chị cứ khấn với Chúa đi thì Chúa sẽ cứu chị. Xong khi chị cũng khấn vậy là về. Cũng 3 ngày sau đấy là vừa được khỏi 3 cục hạt mà thằng con tự động về. Xong khi bố nó trở đi sư tội luôn. Vâng. Rồi con nghĩ là hồng ân của Chúa đã cho con được cái ơn như vậy. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con cầm cái bánh này con gửi cho chị Đình Trang nhé, được không? Tặng cho gia đình của chị ấy. Chị thì được cứu khỏi cục hạch, nhất là cái thằng con đã được ơn quay trở về nha. Rồi, một người cuối cùng cho ngày hôm nay. Dạ, con Anna Nguyễn Thị.